Lịch sử toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vị đại tướng chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh trong những ngày tháng 4 năm 1975. Kết thúc thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, mọi người mới hiểu hết được trí tuệ tập thể của Bộ Chỉ huy chiến dịch. Trong đó, vai trò nổi bật của người chỉ huy Văn Tiến Dũng, người chịu trách nhiệm cao nhất với tư cách tư lệnh chiến dịch. Sau những thắng lợi tạo tiền đề vững chắc của chiến dịch Tây Nguyên, Trị Thiên, Huế và chiến dịch giải phóng Đà Nẵng tháng 3 năm 1975, thời cơ để ta mở tổng tiến công và nổi dậy tại Sài Gòn, gia đình đã chín muồi. Ngày 31 tháng 3 năm 1975, Bộ Chính trị đã họp và nhận định cuộc tổng tiến công chiến lược đã giành được thắng lợi vô cùng to lớn, tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu hai quân đoàn, giải phóng 16 tỉnh, đưa số nhân dân vùng giải phóng lên 8 triệu. Thời cơ chiến lược tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa vào sao huyệt của địch đã chín muồi. Cần có sự quyết tâm lớn, hoàn thành trận chiến quyết định chiến lược cuối cùng tốt nhất trong tháng 4 năm 1975. Trong bối cảnh ấy, đầu tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Chỉ huy Chiến dịch Giải phóng Sài Gòn, gia đình. Về sau, thể theo nguyện vọng tha thiết của nhân dân và các lực lượng vũ trang trên chiến trường, trong đó có quân và dân thành phố Sài Gòn, gia đình, Bộ Chính trị đã phê chuẩn đề nghị của Bộ Chỉ huy Chiến dịch đổi tên Chiến dịch Giải phóng Sài Gòn, gia đình thành Chiến dịch Hồ Chí Minh. Cũng trong thời điểm này, Thượng tướng Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, được nhà nước thăng cấp Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng thời, ông được cử vào làm đại diện Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh và Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đại tướng Văn Tiến Dũng là người trong kháng chiến chống Pháp giữ vai trò chỉ huy đại đoàn 320 hoạt động trên chiến trường Bắc Bộ và trong kháng chiến chống Mỹ, người trực tiếp chỉ đạo các chiến dịch có tính quyết định đối với thắng lợi cuối cùng như chiến dịch Đường Chính Nam Lào năm 1971, chiến dịch Chỉ Thiên năm 1972, chiến dịch Tây Nguyên tháng 3 năm 1975. Trong cuộc tấn công xảo huyệt cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, khu Sài Gòn, gia đình, Đại tướng Văn Tiến Dũng cùng với các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Chiến dịch như Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Trần Văn Trà, Lê Đức Anh, Đinh Đức Thiện, Lê Ngọc Hiền quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, thần tốc, táo bạo, chắc thắng, đánh chiếm Sài Gòn nhanh gọn nhưng đảm bảo cho thành phố ít bị tàn phá, hạn chế nhất thiệt hại về người và của. Trước khi ra quyết định, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã trăn trở rất nhiều, đánh vào Sài Gòn như thế nào cho nhanh, chắc thắng, làm sụp đổ cả chế độ ngụy quân, ngụy quyền, đập tan cả hệ thống tổ chức quân đội và chính quyền Sài Gòn từ trung ương đến cơ sở, phá tan bộ máy chiến tranh. Nhưng lại phải đánh như thế nào để thành phố ít bị tàn phá nhất, giải phóng được nhiều đồng bào mà hạn chế đổ máu và bảo đảm cuộc sống nhanh trở lại bình thường. Để giải quyết vấn đề này, Đại tướng cùng tập thể Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã phân tích vấn đề một cách thấu đáo, toàn diện, cụ thể, tìm ra phương án tối ưu, bảo đảm thắng lợi. Sau nhiều đêm thức trắng trao đổi, bàn bạc, Đại tướng Văn Tiến Dũng và Bộ Chỉ huy Chiến dịch đi tới nhất trí về cách đánh, dùng một bộ phận lực lượng thích hợp trên từng hướng, đủ sức hình thành bao vây, chia cắt, chặn giữ quân địch lại, không cho chúng rút chạy về Sài Gòn. Dùng đại bộ phận lực lượng các đơn vị nhanh chóng thọc sâu, đánh chiếm các địa bàn then chốt ở vùng ven, mở đường cho các binh đoàn đột kích cơ giới hóa mạnh, đã được tổ chức chặt chẽ, tiến lên theo trục đường lớn, đánh thẳng vào năm mục tiêu được lựa chọn trong nội thành. Năm mục tiêu đó là Bộ Tổng Tham mưu Ngụy, Dinh Độc Lập, Biệt khu Thủ đô, Tổng nha Cảnh sát Ngụy Quyền và sân bay Tân Sơn Nhất. Dưới sự chỉ đạo của ông, chỉ sau 5 ngày, từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc thắng lợi, miền Nam hoàn toàn giải phóng. Điện của Bộ Chính trị từ Hà Nội gửi vào cho Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã nhận được tin ta cắm cờ trên Dinh Độc Lập. Gửi các anh lời chúc mừng đại thắng, Bộ Chính trị rất vui. Theo phân tích của các tướng lĩnh, việc điều khiển 5 cánh quân từ 5 hướng cùng tiến vào bao vây cơ quan đầu não của địch ở Sài Gòn, gia đình là đợt tiến công hiệp đồng binh chủng quy mô lớn.
Những binh đoàn từ Bắc Chỉ Thiên, Tây Nguyên, khu 5 xuất phát vào những thời điểm khác nhau, đi trên nhiều trục đường, xử lý tình huống tấn công mở đường khác nhau. Nhưng Đại tướng Văn Tiến Dũng đã tính toán, chỉ đạo thống nhất để tất cả hành quân tiến kịp về Sài Gòn và phối hợp ăn ý. Kết thúc thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, mọi người hiểu hết được trí tuệ tập thể của Bộ Chỉ huy chiến dịch. Trong đó, vai trò nổi bật của người chỉ huy Văn Tiến Dũng, một người rất quyết đoán và chịu trách nhiệm cao nhất. Đại tướng Văn Tiến Dũng đã kể lại cảnh đồng chí trong sở chỉ huy chiến dịch vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Mọi người ngồi quanh chiếc máy thu thanh và khi nghe giọng nói của Tổng thống Ngụy Quyền Dương Văn Minh nói lời tuyên bố đầu hàng không điều kiện, tất cả chúng tôi đều nhảy lên, reo lên, ôm hôn nhau, câm kênh nhau, tiếng vỗ tay, tiếng cười, tiếng nói ríu rít vui náo nhiệt. Các anh Lê Đức Thọ, Phạm Hùng ôm chầm lấy tôi, tất cả đều nghẹn ngào, xúc động. Anh Đinh Đức Thiện mắt đỏ hoe, nói bây giờ nếu có nhắm mắt cũng yên lòng. Sau đó, vào một ngày Tết Bính Thìn năm 1969, Đại tướng Văn Tiến Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu đảng ta lên đường sang Paris dự hội nghị lần thứ 22 Đảng Cộng sản Pháp. Trong hội trường lớn thủ đô Paris, gần 2.000 đại biểu dự đại hội, 22 đảng Cộng sản Pháp đã đứng dậy vỗ tay hoan hô rất lâu khi Đại tướng Văn Tiến Dũng trong bộ quân phục bước vào trước ánh đèn rực sáng của máy quay, máy ảnh. Đến giờ giải lao, nhiều người tới vây lấy đại tướng bắt tay chúc mừng thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh, xin chữ ký, chụp ảnh chung và xin phỏng vấn vì sao Việt Nam thắng, Mỹ thua. Lúc này, Đại tướng Văn Tiến Dũng xúc động nghĩ tới công lao vĩ đại của Bác Hồ, sự chỉ đạo sáng suốt, tài thao lược, tính kiên quyết, tư tưởng cách mạng tiến công của tập thể Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Những hy sinh cao quý, những cố gắng phi thường của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Khi chiến tranh đã lùi xa, nhân dân ta thấy lịch sử có sự trùng hợp thú vị. Sự kiện kết thúc hai cuộc kháng chiến chống giặc, cứu nước, chống Pháp, chống Mỹ đều bằng hai chiến dịch lịch sử do Đại tướng chỉ huy là Võ Nguyên Giáp và Văn Tiến Dũng. Hai chiến dịch này đều mang tính quyết định cuối cùng với thắng lợi về tay nhân dân Việt Nam. Những chiến công vĩ đại ấy mãi lưu danh sử sách. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video mới hữu ích nhất. Ban biên tập xin được kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại!